và đưa siêu tăng T-14 Armata tới khu vực xung đột với Ukraine. Một chiếc xe tăng T-14 Armata được cho là đã được nhìn thấy vào ngày 8 tháng 10 tại khu vực gần làng Mykolaivskaya ở Luhansk, vùng lãnh thổ mới được Tổng thống Nga ký quyết định công nhận là một phần của Liên bang Nga. Theo các nhà phân tích, khả năng sống sót rất cao. Cảm biến mạnh mẽ và tính cơ động của T-14 Armata sẽ làm cho dòng xe tăng này trở thành một lực lượng mạnh trên chiến trường, ngay cả khi được triển khai với số lượng hạn chế. Điều này đặc biệt đúng nếu T-14 Armata được triển khai để làm xe tăng chỉ huy cho các đơn vị thiết giáp khác của Nga, tận dụng khả năng nhận thức tình huống cao và hệ thống bảo vệ tích cực để hỗ trợ các đơn vị T-90 hoặc T-72 cỡ lớn. Tác động tâm lý từ sự hiện diện của T-14 đối với cả các lực lượng đồng minh và đối phương cũng có thể đánh dấu một bước ngoặt có thể xảy ra trong cuộc xung đột hiện nay. Nghi vấn triển khai T-14 diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị tăng cường các hoạt động tại khu vực xung đột với Ukraine, bao gồm thông qua huy động hàng loạt, nhanh chóng đưa vào biên chế thêm nhiều xe tăng T-90 và có thể mở mặt trận trên bộ thứ hai qua Belarus. Tính năng kỹ, chiến thuật vượt trội. T-14 Armata có lớp giáp bảo vệ phía trước tương đương độ dày thép cán trên 900mm, kết hợp với giáp phản ứng nổ Malachit và hệ thống bảo vệ chủ động Afghanist, có thể mang lại khả năng sống sót cao trước tên lửa chống tăng Javelin hiện được quân đội Ukraine sử dụng với số lượng lớn. Việc sử dụng khoang chứa kiếp lái riêng biệt cũng mang lại khả năng sống sót cao hơn nhiều, giúp tăng khả năng phù hợp cho các vai trò chỉ huy của T-14. Mặc dù loại đạn xuyên giáp, thoát vỏ ổn định bằng cánh đuôi APFSDS VACOUM-1 của T-14 và khả năng chịu đòn từ bất kỳ loại đạn xe tăng nào đã biết là những đặc điểm quan trọng cho một cuộc đụng độ tiềm năng với các phương tiện của NATO. Nhưng việc Ukraine thiếu các loại xe tăng tiên tiến có nghĩa là những khả năng này có thể không phải là đặc tính được đánh giá cao nhất của T-14. Với việc Ukraine dựa vào đội hình bộ binh hàng loạt và đông hơn gấp nhiều lần lực lượng Nga, khả năng chống bộ binh tiên tiến của T-14 sử dụng đạn phân mảnh theo nick dự kiến sẽ được đánh giá cao hơn nhiều so với VACOUM-1. Không giống như xe tăng T-72 và T-90 được cho là có tốc độ lùi chỉ khoảng 4 km/h, buộc kiếp lái phải bỏ xe hoặc để lộ lớp giáp phía sau khi rút lui, T-14 Armata có thể di chuyển với tốc độ 75-80 km/h cả ở chế độ tiến và lùi, nghĩa là khả năng xe tăng bị vô hiệu hóa hoặc bị bắt sẽ thấp hơn đáng kể. Trong khi khả năng của Nga trong việc chế tạo thêm T-14 đủ nhanh để tham gia một cách có ý nghĩa vào cuộc chiến ở Ukraine vẫn còn là một câu hỏi. Việc triển khai tăng cường T-14 có thể trở thành một ưu tiên cho các lực lượng Ukraine và các đồng minh NATO của họ. Tìm cách mua một chiếc để nghiên cứu như đã từng làm với T-90M, dòng xe tăng thế hệ mới của Mỹ lộ diện. Tập đoàn công nghiệp quốc phòng General Dynamics của Mỹ đã tiết lộ những chi tiết đầu tiên về dòng xe tăng chiến đấu Abrams thế hệ tiếp theo của mình trong một video trên kênh YouTube. Buổi trình diễn công nghệ Abrams sẽ được ra mắt tại diễn đàn thường niên của lục quân Mỹ AUSA 2022, kéo dài từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 ở Washington Yakam. Abrams Jeep được thiết kế với trọng lượng nhẹ hơn để cải thiện tính di động và khả năng di chuyển, đồng thời mang lại phạm vi tác chiến chiến thuật tương tự như dòng xe tăng chủ lực M1A2 Abrams của quân đội Mỹ hiện nay với mức tiêu thụ nhiên liệu ít hơn 50%, General Dynamics tuyên bố. Xe có nhiều loại cảm biến sử dụng trí tuệ nhân tạo AI giúp giảm thiểu khối lượng công việc của kíp xe trong việc tìm kiếm và loại bỏ mục tiêu. Với việc giảm quy mô kíp chiến đấu và sử dụng AI nhằm tăng cường khả năng sát thương, sống sót, tính cơ động, khả năng phối hợp có người lái, không người lái MUMT và khả năng tự hành, Abrams có thể đóng vai trò là một nút quan trọng trong các mạng sát thương chiến trường và là cầu nối giữa các dòng Abrams Sherpa 3 và Sherpa 4 với một dòng xe tăng tương lai.